trong lòng vẫn nhớ dòng sông quê mẹ. Ai đặt tên con sông Cầu mà thương thương đến thế? Ơi quê tôi đệ tử ca, ơi con sông tràn chứa lòng ta, từ nguồn cội cánh cùng đồng chiều nặng giọt phù sa đệ tử ca. Thật là khi tắm nước sông Đàm Thủy, thật là khi ăn gạo làng ven mà sinh ra Thái. Người anh hùng, nữ tướng Lê Trân, và làm rạng rỡ đất nước con người, nói sống tiền giàu, cầu trời cầu sông Cầm mà thương thương đến thế. Ơi quê tôi đệ tứ ca, ơi con sông chan chứa lòng ta, từ nguồn cội cánh cung đông chiều nặng giọt nắng phù sa. Những câu thơ rất đỗi dung dị chân phương ở khổ thơ đầu trong bài thơ Đông Triều Đệ Tứ Ca của thi sĩ Tiên Lãng như đang dẫn dắt chúng ta tìm về với cội nguồn lịch sử trên quê hương Đông Triều mến thương. Miền đất này hiện còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng hết sức quý giá. Những danh thắng nổi tiếng đã được biết đến thuộc di tích nhà Trần, như đền An Sinh thờ các vị hoàng đế triều Trần, như Am Ngọa Vân, Am Hoa, chùa Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên, chùa Tuyết, và các di tích lịch sử cách mạng, núi Canh Yên Đức, chùa Bắc Mã, căn cứ cách mạng của mặt trận Việt Minh thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đông Triều có làng An Biên, tên cổ là làng Vèn, là nơi đã sinh ra người anh hùng dân tộc, nữ tướng Lê Trân. Tương truyền, bà trước kia là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, thông minh, đã giấy binh ở vùng ven biển duyên hải phía Bắc để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng chống lại ách đô hộ của nhà Đông Hán. Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, bà có nhiều công lớn được các triều đại vua phong tặng thiên hiệu Nam Hải Vi Linh, Thánh Chân Công Chúa hay Thư Đẳng Thần. Và cho đến ngày nay thì tên tuổi về nữ tướng Lê Trân vẫn được người đời ca tụng và sống mãi với non sông. Thi sĩ Tiên Lãng cảm kích về huyền thoại nữ tướng Lê Trân. Tác giả viết: thật kỳ lạ tắm nước sông Đạm Thủy, thật kỳ lạ ăn gạo làng Vẹn mà sinh ra Thánh. Người anh hùng dân tộc nữ tướng Lê Trân làm rạng rỡ đất nước con người. Những vần thơ trong bài Đông Triều Đệ Tứ Ca của thi sĩ Tiên Lãng không chỉ ngợi ca về người anh hùng nữ tướng Lê Trân mà còn dẫn dắt chúng ta
về với quê hương Đông Triều, một miền trầm tích lịch sử, văn hóa linh thiêng và được chứng kiến những đổi thay diệu kỳ trên vùng đất này. Xin được chào bác Tiên Lãng. Nhiều bạn trẻ yêu thơ được biết đến nhà thơ Tiên Lãng qua những bài thơ dạt dào cảm xúc về quê hương Đông Triều mến thương. Trong đó có thể kể đến những bài thơ được đăng trong tập Thì Thầm Hoa Cỏ, Lãng Triều hay là Trái Triều. Vậy bác có thể chia sẻ là bác làm thơ từ bao giờ và bài thơ nào mới nhất được nhiều người yêu thích? Tôi viết về Đông Triều chính là nơi tôi sinh ra và tôi rời làng gần 60 năm rồi. Mình nghĩ phải viết được cái gì về cho quê hương mình thì tôi cũng viết nhiều bài. Nhưng duy nhất gần đây nhất là tôi viết bài là Đông Triều Đệ Tứ Ca. Đông Triều là quê hương tôi, nhưng Đông Triều lại là một cái nơi mà một địa danh Ninh Kiệt. Sinh ra rất nhiều những người có công với đất nước. Nhưng cái tâm đắc nhất, Triều Trần là nơi sinh ra của vua Trần. Và kế tiếp cho đến ngày nay thì năng tổng của các Triều Trần được để ở tại Đông Triều chính là quê hương của các vua. Đông Triều Đệ Tứ Ca mà tôi đề cập ngay đến dòng sông là nơi mà chảy mãi mãi không bao giờ già. Ở ngay làng tôi nhìn sang bên kia làng Vẹn, cách một con sông Đạm. Nữ tướng Lê Trân sinh ngày 8 tháng 2 năm 18, năm đầu công nguyên của thế kỷ đầu. Và khi bà hy sinh để bảo vệ tổ quốc cùng tham gia cái cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thì bà đã được phong hiền thánh. Chính vì thế cho nên là tôi viết về Đông Triều dùng cái tên Đông Triều Đệ Tứ Ca. Muôn đời chúng ta phải ca đến những anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước này. Mà Triều Trần lại là làm rạng rỡ cho đất nước mình 175 năm. Khi thực sự được đặt chân tới Đông Triều, được tham quan các di tích lịch sử văn hóa nơi này, chúng ta mới cảm nhận hết được những giá trị của một miền trầm tích lịch sử và văn hóa linh thiêng của dân tộc ta. Càng vui mừng hơn trước những thành tựu trong công cuộc xây dựng quê hương Đông Triều, đổi mới và phát triển. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với ca khúc Đông Triều Đệ Tứ Ca, lời thơ Tiên Lãng, âm nhạc Đỗ Hòa An do ca sĩ Phương Anh và Huy Anh thể hiện.
âm vang vọng tiếng chùa Quỳnh, vui buồn thề thái đắng cay bao đời. Chân đạp đất đâu đổi trời mà yêu thương khát cháy. Ơi quê hương Đệ Tử Ca, ơi quê hương thôi thúc lòng ta, bao gian nan khó khăn chật chội dục ta đi lên nào tiến lên. Cánh đồng vang mẫu lớn gọi ta, nào cùng nhau dồn điên đổi thừa làm dấu. Giới thiệu tác phẩm mới Đông Triều Đệ Tử Ca xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.